rồi rủ đi ăn rồi. Nói chung là họ cũng ngay cái dịp sinh nhật của em hồi năm ngoái, họ cũng tổ chức cho em một cái sinh nhật. Cho nên em cảm thấy là nó có một cái sự liên kết trở lại. Thì khi họ họ đã lấy được lại cái lòng niềm tin của bạn của mình, thì họ mới bán cho em mấy cái viên hột xoàn. Nhưng mà khi em đưa tiền trước cho người ta rồi, cái hộp của nó không có đúng như vậy. Và một số nữa là người ta cần tiền, cái người ta mới đưa tới để cho em giữ dùm cho người ta để mà lấy tiền đó. Rồi sau đó người ta không 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 có trả, thì em mới vô tình, chứ hồi trước đây em cũng không có ra khu phức hợp họ. Thật sự em muốn làm ăn nhiều ở đó em muốn ra. Thì khi em đi ra ngoài tiệm phước lộc thọ đó, thì em mới tình cờ đi Hello, ngang chào cả qua nhà. cái người mà Chắc em mọi nói người biết là cái vụ này không? bán cho em mấy cái viên hột xoàn Ngồi đó nghe đúng con này đúng đó. nó Thì em tình cờ đi ngang qua thì cái tiệm đó là tiệm tiệm vàng Kim Huệ nha. Thì tình cờ không biết làm sao nhưng mà vừa đi ngang chào qua các thì bạn em nhá. Chúng vô mình vô lên thì đây nói em định chuyện vô em xem mua là cái em vụ mua lừa ra đảo một này cái như thế vỏ hột nào để xoàn lấy kinh nghiệm. nha. Thì khoảng chừng 10 phút thôi, thì cô đó thấy cô cũng dễ thương, cô Lên cũng đây thật ra để là cô tranh cũng luận có một nói chuyện về cái cái tiếp vụ xúc rất lừa đảo. là thân mật, cho nên là Chào tất cái cả các em có anh cái chị tình cảm em, để cô mà dì mua chú hột xoàn cho bác, những cổ. ai nhìn thấy Thì cái khi clip này nhá. em có nói là em vô đây á, là em đang tìm một cái người tên là có cái tiệm tên là cái cô Phương với lại cô Trang, là để Ở em muốn Việt ở Nam ấy. mấy Thì đứa cô ngu đó bị cô nó Kim Huệ lừa. nó cứ nói trời ơi chị ơi chị tìm Em ai, chào thì chị kiểu Ly, cái chào người đó lừa Vũ, đảo ở dễ đây đó. thương, chào Thì em chính Trần cô Thi Huệ đó, cái Hiền. cô Kim Huệ nó cố cho em biết là cái cô Trang đó là biết là cái cô Phương Phó này là cố là lừa đảo ở đây đó. Cứ Thì xem em mới nó nói trời nói ơi đi chị để ơi không chúng biết làm gì làm ta sao mà giờ chị gặp lại cái nói người này chuyện. bán cho chị mấy cái viên này nó quá xấu. Thì em có đưa cho cái cô đó cô coi, cái cô coi cũng bảo trời ghê tởm lắm, mấy người này ở đây nó ghê tởm lắm chị ơi, chị không có biết đâu em ở Rồi đây á. Hôm vừa rồi là cái cô Trang này tới gặp em á, mới lúc bị lừa đưa tiền mà em xong không rồi báo tính mấy công cái trước an á, là ngu xong rồi lắm ba giờ luôn. ba nó không có tiền nó đóng nợ Mình tao sẽ ghê nói lắm về cái vụ này đó. Thì sau. trong cái cuộc trao đổi đó thì em mới cô này cô Các chị mới em mệt giới thiệu cho lắm. em, cô nói là mấy cái viên của chị á là như vậy là chị bán đắt bán rẻ đi, Khổ giờ cũng lắm 15 cơ, 20 trời trăm ơi. bán bỏ đi chị, đem cái này nó không có may mắn Cái đâu. này Thì nên đúng rồi nói, cái em này nên đúng đưa rồi ra em để chỉ chúng riêng ta cho thảo cô luận thì cả em mới bên đi Việt ra đây Nam và bên thì hải ngoại để cô mà mới lấy hỏi, cái bài thì cô học. mới nói là em đồng ý em mua hai cái Chào món, Lisa Vũ hai và cái viên các hột anh xoàn chị đó của em có cô mặt trên ông diễn ta và đàn. mấy cái viên. Chào Vương Thì khi em mua Ten thì thôi cô tính cho em có tổng cộng là gần chào tất 300 cả ngàn mọi người nha. USD ha, gần 300 ngàn. Thì em mới nói là em ơi Toàn nói chị mua cái này trăm rồi ngàn chị mới nói triệu gia không à? đình chị ở Không bên Việt nhận Nam người sẽ đưa tiền Việt cho em. kiều giàu Thì thấp. cô ấy bảo dạ được. Thì em mới gọi về Việt Nam và em gọi cho một cái chị bạn của em là cũng làm tiệm vàng luôn. Thì em nói là bên Việt Nam ai tới lấy, thì cô Huệ cô Kim Huệ này cô mới nói Nghe cái là vụ này hay này. chị tới nha, chị đưa cho cái bà chị ruột của em. Thì cái cô chị ruột đó có tới cái tiệm vàng Mai Hà ở bên Việt Nam là ở đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3 đó, thì nhận cái số tiền đó của em là đầu tiên là Sáng em là người xem mua của Lân cái chọc cô này với phỏng cái số vấn tiền con đó nhỏ ở Sài 300 Gòn 300 mà ngàn thấy nó đó, ngu hết bằng chỗ cả nói. phí xăng dầu và một số nữa Chào chị ở Lê bên đây. Xe Vũ và Thì các tao anh đi chị trước em. trả tiền ở bên đây cho Chào cô Hoài Thu. và một số tiền mặt. Đấy, Rồi cái câu chuyện đó nó có liên quan tới câu chuyện chúng ta đang nói đúng tới rồi không? đúng rồi, nó có liên quan. Thì từ đó thì những người này này bây giờ hiện tại những người này họ đã đang Nghe cái vụ đâu nó đó phía mang sau để mà họ hãm hại em và cái họ chị tiếp tục cái câu chuyện dạ đó. vâng. Thì khi Cái em mua đám em trả tiền đó thì cô này cô mới thấy em mua cái số tiền này, tại vì em bỏ ra một lúc em chưa biết cái tiệm của cô như thế nào, em bỏ ra gần 300 ngàn để mà mua. Thì sau đó thì cô mới nói là chị ơi chị đeo đẹp lắm rồi, chị thấy đeo được lắm rồi, 300 ngàn thật nữa. sự là gia đình em ở bên Việt Nam thì cũng cũng có nhu cầu để mà mua nữ trang hột xoàn. Thì em đi lúc đó là em chưa nghĩ đến mở cái tiệm này hết. Thì trong cái thời gian mà giao tiếp Để với cô nghe đó nốt cái thì đoạn mà nó mang một thái độ cũng đống cũng tốt, thì kim cô cương nói vàng là bạc về Việt Nam trị về giá trên 1 triệu về Việt đô la. Nam thì cô mới nói là bây giờ chị Chào tất cả các bạn. có một số đồ á, chị muốn mua để mà đem về Việt Nam Và bán lý do thì tại giá cả. Thì sao? em mới nói là không, chị không có làm mấy cái này, tại vì chị đã thu dọn ở bên Việt Nam về lại đây rồi, là tại các cháu nó đi học cho nên là muốn về
lại đây để làm ăn bên đây. Thì cố mới mời em là đầu tư vào với cái tiệm của cố đó. Thì tất cả những cái đó nó có thể hiện qua những cái cuộc chat message và nói chuyện. Thì khi em về, khi em về Việt Nam đó, em mới cầm, cố mới gửi em một số rồi để đem về đó bán. Có cái vụ làm ăn với nhau mấy chục, mấy trăm ngàn mà text message. Oh my god. Nghe cái đây đã vô lý rồi các bạn. Em vẫn bảo đảm để cho cố là ở những cái việc này nếu nó có xảy ra thì em vẫn phải bảo đảm cho cố. Thì anh biết không, em cầm về Việt Nam và em chào tất cả nhà nhé. Mình ngồi đây mình nghe để mình làm một cái bài học và mình thảo luận với nhau. Để mà làm một cái bài học cho chính chúng ta và những cái người mà chưa ở Việt Nam, chưa biết gì về những cái người ở hải ngoại ấy. Gì? Hơn 1 triệu không có mảnh giấy tờ gì. What the fuck? À, cầm dùm hơn 1 triệu mà không có cái tờ giấy tờ chứng minh gì hết. Oh my god. Stupid. Nói nghe đã nộn ruột rồi. Các bạn, không có ai người ta ở bên này người ta làm ăn cái kiểu đó. Chờ tí nha các bạn nha. À. Chào, chào người đẹp Lisa Bốn, chào Nông Việt, chào tất cả các bạn. Những cái món đồ kim cương đó, đó, và người ta nói là cái này có phải là của cô Uyên ở bên Mỹ không? À, cái này đó, cái đó là một cái cước trắng trợn, đó, một cái sự cước rất là trắng trợn. Rồi. Nhưng mà anh biết đó, người ta cho mình vào một cái tội là buôn hàng lậu, buôn kim cương hàng chính lậu. Xác. Số lượng lớn thì cô em của em ruột của em đó. Lúc đó thì em đã về bên đây rồi. Thì cô em ruột của em mới nói là cái này là đồ của gia đình tôi và của chị tôi. Wow. Thì bây giờ cái này cô đang cầm ra cho một người khách người ta xem. Mà tôi bị mấy anh như vậy thì tôi không biết chuyện gì hết. Thì anh biết trong cái thời gian nghe như là ngây thơ nhỉ. Từ trên trời rơi xuống ấy. Gọi về để trời ơi bên đó. Và deal với mấy cái anh này. Thì không biết là anh biết thì khi mà mình bị lấy đồ đó, nếu mà mình bị bắt đem về cơ quan của người ta đó, thì nó cái số đồ đó nó sẽ bị tịch thu luôn và em của em nó sẽ nó vô tội, tại vì cái thật sự cái đồ món đồ đó là mình mua bỏ tiền, nó thật sự tiền sạch sẽ của gia đình mua mà, tiền sạch sẽ của gia đình mua mà, tiền cả triệu nhá các bạn. Em nói là chị không biết là như thế nào, nhưng mà thôi em cứ bình tĩnh đi. Đồ của em đưa chị không một mảnh giấy tờ. Nếu như em là người tham lam, em nói tiền triệu không có một mảnh giấy tờ các bạn nhá. Các bạn nghe kỹ cái chỗ này nhá. Em mới gọi cho cổ, em nói là em ơi, bây giờ bên Việt Nam chị không biết sao mà nó thu mấy cái đồ, giữ mấy cái đồ mà nó đang làm khó. Em yên tâm, em bình tĩnh để cho chị xử lý. Tại vì nó đang giữ em ruột của em ở bên đó. Người công an đang giữ ở chỗ đó như vậy và đòi là bây giờ em phải chi cái số tiền nó ra. Thì đầu tiên thì em nói cái số hàng này nó chỉ có trị giá khoảng cỡ ít thôi. Thì người ta không chịu, người ta đòi đi phải đi thẩm định. Thì người ta tự bắt em của em và bắt lên trên xe người ta đi tới một cái công ty thẩm định vàng bạc đá quý ở Phú Nhuận. Thì người ta thẩm định, người ta nói là ok, giờ người ta giữ lại những cái viên lớn như thế này. Nhìn cái mắt nó mà giống như là để gọi coi em phải chấp nhận phải trả cái số tiền bao nhiêu. Thì họ dựng lên một câu chuyện là em thiếu nợ người này người kia. Dạ. Nhưng mà em nói là thiếu nợ thì có giấy tờ và nó phải rõ ràng đưa ra pháp luật. Nếu em không có mặt ở Việt Nam thì em sẽ có người đại, tại vì công ty của em có ở Việt Nam thì cái người đại diện mấy chị ở Việt Nam nhẹ dạ nó nó dùng mác Việt kiều bảo đưa tiền cứ vô tư đưa lừa đảo mười rồi đúng rồi. Có tin cách nói chuyện của cô này giả vờ thể thế để chiếm vụng vốn của khách hàng làm ăn phải giấy tờ hàng chục thôi. Các bạn biết con bé này nó nói như thế nhá.
Xong rồi nó nói là có cái bà là người ở cho nó. Các bạn nghe cái clip này sẽ biết. À, rồi bà ấy đi đổi tiền. Thì bà ấy lấy của nó 100 đô. Lý do mà nó biết tại vì một cái trăm đô đó nó ghi hết cái số của từng cái trăm đô xuống. Mà trong khi nó nói là tiền bạc nằm ăn không có giấy tờ. Nghe có vô lý không? Nghe như trên trời rơi xuống. Một người là công an kinh tế và một người nữa là quản lý thị trường. Thì họ mặc sắc phục rất là bình thường. Nghe lốt đoạn này nha các bạn. Họ đeo lên trên tay và họ đi với mình như vậy. Thì em nghĩ là khi anh biết rồi, khi mà bà đã vào tay của công an Việt Nam rồi con này phải cho vào cái tội vu khống cho công an. Nếu mà không có cái vụ này xảy ra, phải đưa nó ra tòa về cái tội vu khống cho cảnh sát. Thì em nói là bây giờ em đưa trước cho người ta là 80 ngàn. Con này không bao giờ có, nó có thể vác mặt về Việt Nam nữa. Cái này là một cái sự vu khống rất khốn nạn. Nếu mà có sự thật là như thế, nếu mà đưa ra là mất này kia và thôi. Còn nói chung là em chấp nhận. Buôn nậu là bị bắt là đúng rồi. Nhưng nếu không có cái vụ này thực sự xảy ra thì chính quyền Việt Nam có quyền bắt con này. Có nghĩa là họ chỉ em tới tìm nó là chắc là cũng là của người ta thôi. Thì họ nói là cầm thì họ lấy cái chính một lấy cái mình trong một trong những cái nhẫn mà viên to nhất đó. Họ đem vô trong cái tiệm cầm đồ đó và em phải đồng con em của em phải đồng ý là đi cầm cái số cái này thì cái nhẫn đó nó là trị giá là 400 ngàn. Cái viên đó trị giá là 400 ngàn, nó là đến 12 các bạn nghe hết cái đoạn này. Cầm vô đó là một chỉ được có một là 150 ngàn thôi. Lúc đó là bắt đầu vào cái thế rồi anh, tại vì người ta đã làm cùng lấy của mình rồi, người ta dẫn mình vô cái chỗ để mà cầm đó, nó có thế rồi thì em cũng đồng ý. Và em nói cô em là cứ ký vô là đi cầm, chấp nhận đi cầm cái nhẫn này là 150 ngàn. Thì em nói là người ta là bây giờ anh lấy cái số tiền đó em chung chi ngày kia xong mọi chuyện nó xong. Nhưng có ai ở Mỹ biết cái con bé này? Gọi cho cái cô này. Người buôn bán vàng bạc đá quý mà kêu người giúp việc đi đổi tiền đô la. Cầm rồi thì bây giờ những cái món này thì nhiều vui lắm, nhiều chuyện ly kỳ hấp dẫn. Mà trả lại cho em thì cái đó nó đều có bằng chứng hết. Và em giao ở bên Việt Nam thì chính là chị ruột của cái cô kinh vệ này nhận. Là cái chị này là khác và chị là đời lớn hơn một chút mà nhận khi mà nhận. Bọn này toàn rửa tiền thôi. Là một cái chị kế của cô vệ này. Còn cái chị này là chị Hiên này á, là cái chị này con Nguyên Phạm này dọa về Việt Nam kiện mấy bị hại tố cáo nó, nhưng bố nó bảo nó dám về. Đúng rồi, và từ mặt mình đưa ra, gia đình đưa ra để mà lấy cái tài sản này lại đó. Thì khi em về bên đây em mới chủ động em gọi cho cô vệ này, em nói là chị nhận của em tổng cộng là hết từng đây cái số này. Và những cái gì chị trả cho em thì bên Việt Nam đó, nó xác nhận là em có ký nhận với cổ là trừ đi các cái trả về tiền đó, thì em còn thiếu lại cổ là 600 bao nhiêu ngàn đô đó. 600 bao nhiêu ngàn đô, bao nhiêu ngàn đô thì đưa bằng cách gì? Đưa bằng tiền mặt hay là đưa bằng qua ngân hàng? Chị sẽ lấy cái nhẫn mà đang là cầm ở trong đây về trả lại cho em. Nó làm như là rồi bọn này và em đã đúng nói chuyện như đúng như là trên trời rơi xuống thế nào. Càng nghe cô này nói càng thấy hài hước ghê ơn. Rồi những cái mà càng ở bên Việt Nam là cái cô vệ này cũng không mất một xu đồng nào hết. Cái đó là sự thật đó, rõ ràng là như vậy. Thì khi mà em trả lại cho cổ xong thu cái nhẫn đó. Nói chuyện nghe hay thật, công nhận. Em đã kê ra hết và trả đầy đủ cho cổ hết. Thì thậm chí em lấy những cái món mẹ nó mua cổ trả tiền rồi, em phải bán rẻ lại cho cổ. Em phải bán lại cho cổ để mà lấy cái tiền. Mà Việt Nam giàu nhờ các bạn. Mang cả triệu đô la nữ trang về mà tiêu thụ được. Thì trong cái thời gian đó thế mà chúng nó nói là Việt Nam nghèo mà làm sao ấy, Việt kiều phải đi về Việt Nam để lừa đảo như thế. Tao cho mày như thế này, tao cho mày
không còn đất sống ở đây. Vụ này em có theo dõi ai lừa ai thì chưa biết. Rất có thể là tất cả bọn họ lợi dụng lừa nọc lẫn nhau. Chính xác. Bởi vì những cái người có tiền á là đều là những cái người người ta có suy nghĩ hết, đúng không các bạn? Mình không có tiền mình còn phải nghĩ chứ, đúng không? Thì những cái người có tiền. Chào Lan Nguyễn, em chào chị Ni Sào Vũ và anh chị em trên diễn đàn. Chào Lan Nguyễn, chào tất cả các bạn. Thì nó mới ra cái câu chuyện là bây giờ những cái người đó họ kết hợp với lại một cái cậu này. Nhiều vụ lừa lắm. Mình đã từng sống trong những cái người mà làm ăn buôn bán cái kiểu này rồi. Xảy ra cái chuyện đó xong thì em gặp cái chị này thì chị Mai Liên á, là chị qua một cái hội từ thiện ở ngay chỗ là Nguyễn Phụ gì đó chị, vụ là con bé này bị người ta nói là nó về Việt Nam nó lừa đảo. Chị giới thiệu chị là mẹ của ca sĩ hát nhạc opera gì đó tên là Teresa Mai. Xong rồi nó mở tiệm vàng, xong nó nói cái thằng ca sĩ gì ấy, Đan Nguyên hay cái gì đấy, đeo cái nhẫn của nó để quảng cáo cho cái ngày khai trương, cuối cùng không trả. Con này quá ngu nên... Thật sự ra cái nhạc này khi em đi thì em cũng không có hài lòng. Nói chung là nhạc nhạc này nó sang quá, mình cũng không có không có đủ trình độ để mà nghe. Lại còn cái vụ mà chị tới á, thì chị có một cái là giống như là con này nó nói như là nó là trên trời rơi xuống. Khi mà tới thì em lúc nào cũng ký đưa tiền mấy chục ngàn, mấy chục ngàn, mấy ngàn, mấy trăm ngàn. Con này mẹ. Dẫn một cái hồ sơ thì chị tới chị nói chị giới thiệu cho em một cái người này nè. Đấy, các bạn nghe này. Rất là nổi tiếng và sau này sẽ là làm cho cái tiệm của em với lại bán việc bán hàng của em rất là nước. Các bạn có muốn nghe nữa không hay là muốn bình luận nói chuyện? Và Đan Nguyên tới giới thiệu cho em ở ngay ở ngoài chỗ. Chào anh chị em nhé, chào tất cả các bạn nhé. Khi tới thì chị nói là chị con gái của chị đã chuẩn bị đầu tư vào 1 triệu đô la cho Vivo để sản xuất bộ phim. Thì hỏi em là hello, chào cả nhà. Đó. À, các bạn có tin cái con này nó là nó không có nửa ai không? Nó nói chuyện toàn như là gì? Nó bảo nó cầm một số vàng bạc kim cương về Việt Nam trị giá là khoảng hơn 1 triệu. Thế mà xong rồi nó bị công an nó tới nó bắt. Sorry. Cái con này. Nhưng phải nói là họ đẳng cấp chính xác. Đúng là như vậy. Rocky, come here. No. Người ta đi ngoài đường bấn hiến mày. Này, nè nè. Ngày xưa cô này xấu lắm, giờ thẩm mỹ đẹp. Cô nào? Cô lừa đảo này hả? À, người Việt mình hay tin những cái người ở Việt Kiều mới lại hay tin vào cái sự hào nhoáng của người ta, cho nên dễ bị lừa. Đó, nó khổ như vậy đấy. Về Việt Nam xong bắt đầu làm ra đẳng cấp, rồi làm ra giàu có, rồi bắt đầu kêu gọi con này kêu gọi đi đi xây cái gì bệnh viện, bệnh viện gì đó ở Việt Nam đó. Thì mình nó làm ra như là nó giàu có lắm, rồi nó về nó lừa người ta. Thế rồi những cái người ở Việt Nam thì này, nói chung là những cái người đấy người ta có cái đầu óc, người ta muốn làm giàu. Đó. Làm giàu nhanh chóng thì người ta dễ vướng vào những cái kiểu này. Mà sáng nay mình nghe thấy một cái con bé nó ở Việt Nam, nó nói là nó quen con này trên Facebook, xong cuối cùng làm quen làm bạn với nhau, rồi cuối cùng thân thiết với nhau, rồi hợp vốn cho vay tiền. Nói thật mấy các bạn đã chứ,
kể cả bạn thân mà muốn vay tiền còn khó, chứ huống gì chỉ chơi với nhau rồi chat đi chat lại ở trên Facebook mà quen nhau mà cho nhau vay hàng 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 bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ đồng ở trên đấy thì mình lạy các bố các mẹ thôi, đúng không? Đặt địa vị vào mình đi, những cái người ok người ta có nhiều tiền, có thể người ta nghe thấy người ta tin cái con bé này rồi người ta bỏ một cái số tiền ra rất là nhỏ, đối với người ta không là cái gì cả, để làm ăn, có thể là như vậy. Nhưng mà cái con này thì theo mình nghĩ là nó dùng cái bề ngoài của nó để nó đi nó lừa những cái người ở Việt Nam đó. Còn nó nói nó mang một cái số vàng bạc đá quý về Việt Nam là trên 1 triệu đô la Mỹ. Thì các bạn có tin không? Đó. À, khi mà đi ra khỏi, đi vào trong bất cứ một đất nước nào, mình có trên bao nhiêu tiền, trị giá của những cái gì, đồ đạc gì, bao nhiêu tiền mình phải khai. Nó có cái mức của nó. Chứ không phải cứ háo mồm nó nói như thế này là được đâu. Nó giấu trong người, nó nuốt vào trong bụng nó, xong bắt đầu lúc về Việt Nam nó lõi ra. Đó. Cho dù là nó nói là nó về Việt Nam nó đút nót để nó qua được cái đống vàng bạc châu báu đi nữa, thì các bạn thử nghĩ xem nó từ Mỹ, nó bay qua cái cửa hải quan Mỹ đấy, nó có thoát khỏi được không? Đúng không? Cái này, cái đấy là mình không tin ạ. Mang 1 triệu đô tiền giá trị 1 triệu về Việt Nam mà nó thoát khỏi được cái bọn Mỹ thì nó quá coi thường cái người Mỹ, cái hải quan của Mỹ rồi. Ngu thì chết kiểu cái gì, kêu ca nổi gì nữa. Xin chào. Nói chung là nửa đi nửa lại nhau thôi, người nọ lợi dụng người kia, bắt đầu á nó thành ra một cái gì đó, chứ làm gì có thằng nào ngu. Nói chung là như vậy đi, đúng không? Bảo ví dụ như nửa ít ít tiền thì may ra có thể hay là quen biết nhau trong gia đình, có thể là quá đáng quá thì nửa nhau, thì cái đấy nó dễ nửa về cái lòng tin của nhau thôi. Chứ còn một cái con mà chơi Facebook, mà lên Facebook mà cái con bé kia mà lại mang cả nhà ra để cầm, để mang tiền mà hùn vốn với nó, thì đi giả cũng chắp tay lại các ông các bà. Có cái tình trạng như thế này, con này nó là buôn lậu. Ví dụ như là hợp tác với mẹ vài cái tiệm vàng, mang ba cái đồ ấy về Việt Nam để buôn lậu. Buôn lậu thì bắt đầu làm gì có giấy tờ. Giấy không có giấy tờ thì ở bên Mỹ nó không nói chuyện, nó không có kiện tụng gì được nó đâu. Con này nó là con cáo già rồi. Ví dụ nó lừa người ta, nó chủ bụng nó lừa người ta, đưa ra pháp luật nó cũng chẳng làm gì được nó. Trừ khi trên giấy tờ có bằng chứng cụ thể, đúng không các bạn? Chứ con này nó lừa người ta là nó khôn rồi, con này cáo già rồi. Cô này nói vậy hoàn toàn sai theo luật Việt Nam và Mỹ. Đúng rồi. Bên này nó nói cái gì, nó về Việt Nam nó xây bệnh viện rồi này, cái gì. Mà cũng có người hợp vốn vào với nó thì nên giờ cũng chắp tay vái. Tại vì vậy xây bệnh viện thì mình nghĩ rằng là phải đi xin phép, phải có giấy tờ, phải có cái gì rồi cái số tiền đó là bao nhiêu, rồi mua cái mặt bằng như thế nào. Rồi xây bệnh viện nó đâu có phải là xây một cái toilet đâu, đúng không? Xây một cái toilet ở cái chỗ nào, mình đến nhà mình đây này. Làm thêm một cái toilet nữa, nó còn tính tiền thuế thêm hàng năm chứ đừng có nói nhà mình đấy nhá. Trong nhà mình ví dụ có 2 cái toilet rồi, mình muốn xây thêm một cái nữa mình cũng phải báo. Ôi huống gì xây cả một cái bệnh viện, mẹ cái bọn này. Thế mà cũng có người cái xây bệnh viện chắc là tập đoàn lừa đảo rồi. Đó, như là ngày xưa mình nhân đây mình lại kể lại cái câu chuyện mà mình bị lừa. Mình cũng bị lừa, nhưng mà lừa nó là thế này này.
Ở Việt Nam nó đến nó lừa con bé mình thì này kiểu như là nó dây mơ dễ mái, nhiều chuyện lắm. Nó ra nó chắc là có người ở đây nghe nghe qua rồi, nhưng mà mình kể là nhân cái vụ lừa đảo đấy mình kể lại để cho các bạn hiểu và đừng có tin ai nữa. Thì nó nói với đứa em mình là bây giờ cái bọn Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nó có ở trong cái nhà thờ, nó có để lại một cái tấm ngân phiếu mà chỉ có cái ông cha bên này ấy, mới lấy được cái ngân phiếu đó, trị giá hàng bao nhiêu triệu đồng, bao nhiêu tỷ ấy, đô Mỹ. Thì bây giờ nó muốn tìm tìm cái ngân phiếu đó. Thế xong bắt đầu nó cho mình một cái địa chỉ của một cái thằng ở bên này đó, có tiệm rượu, bán rượu đàng hoàng. Mình đến tận nơi mình nói chuyện với nó, thế nó hỏi là cô là ai rồi này kia các sự thứ, tại sao cô có cái tờ check này. Thì ở Việt Nam nói là đã có cái tờ check rồi, cái tờ ngân phiếu đó, chỉ cần tìm cái người để mình sang đây này, mình ở Úc này, mình đưa cho cái người đấy thì cái người đấy sẽ trả 10% cho mình đó. Các bạn hiểu hiểu chưa? Có nghĩa là ở bên Úc này tìm cái tờ ngân phiếu đó ở Việt Nam mà chỉ có cái nhà thờ, cái ông cha đó mới lấy được cái số tiền đó từ cái thời Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì cái ngân phiếu đó nó lấy tiền ở Thụy Sĩ, ngân hàng Thụy Sĩ. Thì mình nghe mình cũng đã buồn cười rồi, mình không tin cái bọn này, nhưng mà cái tính của mình là thích phiêu lưu đó. Thế mình mới bảo con nhân tiện mình cũng muốn về Việt Nam, cái thời gian đó chuẩn bị về Việt Nam, thì mình mới bảo con bé em mình á, nó thích lừa thì mày nói với nó là mua vé cho tao về. Bỏ tiền ra mua vé cho tao về. Ok, nó bỏ tiền ra ở Việt Nam, nó bỏ tiền ra cho mình về đàng hoàng, cho mình cái địa chỉ của cái thằng ở bên Úc này đàng hoàng. Ok, mình đến mình nói chuyện với nó đàng hoàng đó, là có nghĩa là ở bên Việt Nam đã có cái tấm ngân phiếu đó và cái người muốn tìm ấy ở tại Úc này, và hiện giờ mình vẫn biết cái thằng đấy nó ở đâu. Khi mình đến mình gặp nó mang Chúa ra nói chuyện, vợ chồng tôi làm trong nhà thờ này kia các thứ, rồi đi nhà thờ, rồi cứ đại khái là một người rất là tốt đó, rất là tử tế. Thì mình ngồi nói chuyện xong là hắn ta lại nói là chứ tôi thấy cô là một người rất thật cho nên tôi tin cô. Đấy. Xong rồi về Việt Nam thì bắt đầu có một ông già và hai thằng nữa như là giống như là như kiểu đệ tử á, đi ra vào cái tiệm cà phê uống uống cà phê rất là sang trọng, hiểu chưa? Hai thằng hai bên, một ông đầu tóc bạc nhìn rất là phúc hậu, nhìn rất là giống như kiểu như là đi làm cái gì cao cấp lắm, để mà ra nói chuyện với nhau giống như là hay lắm, hấp dẫn lắm. Ra ngồi nói chuyện thì cái bọn đấy nó mua vé cho mình thật, nó đưa tiền cho đứa em mình mua vé về. Thì mình biết phiêu lưu mà, mình bảo mình đã mất cái gì đâu, về xem chúng nó làm cái trò gì. Về bắt đầu ông ngồi ông nói với mình thì book vé đi về 2 tuần. Thế xong ông bảo chứ bây giờ cô phải về ngay. Thế xong mình bảo chú muốn cháu về ngay thì chú book vé cho cháu đi, đổi vé thì lại thêm tiền nữa đó, thêm tiền nữa. Thế xong rồi nó cũng đồng ý. Ok, đáng ra là 2 tuần, cuối cùng book vé là 10 ngày về, là đồng ý là Lisa chỉ cầm cái ngân phiếu đó về đưa cho cái người ở Việt Nam này thôi, à bên Úc này thôi. Ok, thì ông đó ông mới nói này sản ạ, trước khi cô cầm cái tấm ngân phiếu này, cái tấm ngân phiếu đó nó trị giá hàng tỷ đô cơ, cô cầm cái tấm ngân phiếu này cô phải viết nên một cái tờ, đại khái là cái gì nhỉ, cái gì là để cái gì gọi là gì nhỉ, mình nói sao nhỉ.
là mình để đứa em mình làm cái gì nhỉ, làm cái gì ký vào đó. Đại khái là mình làm cái tờ giấy, tôi đã cầm một cái ngân phiếu trị giá từng đây tiền, tôi lấy em tôi vào để làm cái gì đó, làm gì các bạn. Đại khái là bọn đấy nó kêu mình là phải làm như thế, là một cái giấy chứng nhận là mình cầm cái số tiền, cái ngân phiếu trị giá là bao nhiêu tỷ đó. Mình mà không, cháu không bao giờ cháu ký một bất cứ một thứ gì cả, mà ngược lại chú là người phải viết vào cái phong bì đó, cái ngân phiếu đó ở trong cái phong bì đó, và chú phải là người viết vào gửi cho người nào. Ok, cháu chỉ là cái người giúp chú cầm cái ngân phiếu này đưa cho cái người đó thôi, còn cháu hoàn toàn không biết cái gì ở trong cái phong bì này hết. Mà chú phải viết xuống cái địa chỉ chú là ai và gửi cho cái người nào ở bên Úc. Cháu là người đưa thư, còn cháu hoàn toàn không biết cái gì ở trong đó. Tại vì cháu đâu có biết cái đó là cái gì đâu. Tự nhiên cháu đi cho ôm cái quả bom cháu mang về Úc, cháu bị tội à? Và cháu không ký bất cứ cái gì hết, mà ngược lại chú là người ký. Xong rồi ông ấy bảo lấy ra là cái gì cầm đèn chạy trước ô tô. Ô, không phải. Nên ra bảo không phải, đây là cái luật, cái luật pháp. Khi mình ký bất cứ cái gì ấy, thì mình phải biết là tại sao mình ký và lý do tại sao mình ký, và ký nó có lợi hay là có hại cho chính cái bản thân mình, đúng không? Cho nên là cháu không ký bất cứ cái gì, mà ngược lại chú là cái người ký chứ không phải cháu. Cháu chỉ giúp chú đưa thư thôi. Cuối cùng ông ấy mất cho nên trả tiền vé, mất cho nên trả tiền book vé để về sớm. Đó, đó là lúc đầu mình chưa hiểu nó lừa kiểu gì, các bạn hiểu không? Về sau này mình mới nghĩ ra là nó lừa, nó không phải lừa mình, nó lừa đứa em mình. Đó, nó sẽ làm như thế và nó để đứa em mình là cái người bảo đảm. Đó, người là có nghĩa là mình là chị con bé kia, thì là mình cầm cái ngân phiếu trị giá hàng tỷ đô đó đi rồi, thì đứa em mình phải chịu trách nhiệm bảo đảm là chị tôi thế này thế kia, thế loại trai cầm cái số tiền như thế, thì đứa em mình sẽ là đứa chết. Tại vì sau đó mình đi rồi thì nó sẽ quay ra, nó có cái tờ giấy đấy, nó sẽ nói là mình cầm cái số tiền đó đi, thì đứa em mình nó phải bảo đảm cái số tiền đó, thì nó sẽ tới nó dỡ nhà của đứa em mình ra. Đó, đó là cái sự lừa đảo các bạn đấy. Đây là mình kể cái câu chuyện này ra, không phải là mình nói là mình khôn, mà nói để cho các bạn suy nghĩ và đừng có bị bất cứ, đừng có tin bất cứ một cái gì mặc dù mình cảm thấy rằng nó không có hại cho mình. Đó, nhưng mà chúng nó lừa rất là tinh vi, đấy không? Các bạn thấy không? Nó lừa từ bên Úc, nó lừa về Việt Nam. Nó có địa chỉ cái thằng mà Lisa đến gặp cái thằng đó ở bên này luôn. Bây giờ mình còn biết nó ở đâu luôn. Đó. Cuối cùng mình về đây mình cũng giả vờ, mình gọi phone, mình bảo chứ chắc em không làm vụ này đâu, tại vì làm ăn cái kiểu đấy không có thích. Đấy, cũng gọi phone lại cho nó nói chuyện đàng hoàng. Thì các bạn nghe ra là nó lừa kinh khủng chưa? Nó lừa xuyên quốc gia, nó có một cái đội quân nó lừa như thế. Lừa như thế thì cái thằng bên này nó đâu có cái gì đâu. Nó đâu có bị cái gì phạm vào luật pháp gì đâu. Nó cứ ngồi đấy nó nói thôi, thằng nào dính cắn câu thì thằng ấy chết. Thì nó có một cái đội ở Việt Nam, nó sẽ làm việc ở người ở Việt Nam. Ai là người chết? Em của mình chết. Đúng không? Mình có nhẫn tâm khi mà nó ra như thế, nó quay ra nó đòi đứa em mình, chị mày cầm cái số tiền như thế về, thì lúc đấy như thế nào? Đúng không? Mày bút xa gà chết rồi. Nó chỉ bắt mình là khi mà mình về đây đó. Sorry các bạn. Khi mà mình về đây mình kể cái câu chuyện này với một người bạn, thì cái người bạn ấy bảo mình chứ
Lúc ấy mình chưa nghĩ ra cái sự lừa đảo của nó đâu. Mình chỉ là bảo vệ cho chính mình là mình không ký bất cứ cái gì hết. Mình không đồng ý ký, mà cái luật nó muốn gửi mình thì nó phải ghi xuống giấy là ô tôi là ai, tôi gửi cho người nào, nhờ người này gửi qua. Thì mình chỉ là người đưa thư, mình đưa giúp thôi. Còn ở trong nó là cái gì, nó là lá thư, nó là như thế nào, không liên quan mình, hiểu không? Thế nhưng mà khi về đây á, thì kể chuyện với một người sống ở đây luôn, bảo à, em như thế, như thế, như thế, kể cho bà nghe. Bà bảo mình chứ có mỗi tờ giấy thôi mà sao không mang về. Đó, người ta cũng nghĩ như thế. Có nghĩa là rất là dễ bị lừa đảo, các bạn hiểu không? Nó chỉ dùng một cái tờ giấy như thế thôi mà mình sẽ chết. Cho nên tất cả mọi người đừng có tin bất cứ một cái gì hết. Chúng nó lừa tinh vi lắm. Còn cái dạng con này nói một cái, nói ra là toàn tiền triệu, tiền trăm ngàn rồi mang về Việt Nam rồi thế này thế kia, ở bên này đi hot cho của. Mẹ nói chuyện như là hot ra tiền. Em chào chị Lê Sở Vũ, chào em. Đó, cho nên mọi người hãy cảnh giác những cái chuyện này, đừng có mơ. Tại vì thực tế người sống ở hải ngoại này cũng rất là khổ. Phải làm ăn, mình không phải nói là khổ về ăn hay là khổ về gì. Tại vì cái cuộc sống nó cao, nó đòi hỏi cao. Cho nên là con người cũng phải đi làm, cũng phải chật vật ra để phục vụ cho cái cuộc sống bên này, đúng không? Như nói lại như người Việt Nam mình thôi, cái thời xưa đó, mình chỉ có đi bộ này, hay là có đi xe đạp này, rồi thắp đèn dầu, thì mình đâu có phải bỏ ra nhiều tiền, thì cuộc sống chỉ no miếng ăn thôi, đúng không? Nhưng mà cái thời đại bây giờ nó khác. Nào là điện này, nói trong gia đình mình có điện này, thì mình phải đóng tiền điện, cái đó là đã thêm rồi. Xong bắt đầu có tivi này, tivi rồi dùng thêm điện, rồi bếp, ngày xưa bếp củi, bếp gì đi nhặt củi về nấu hay là cái gì á, hay là mua cái dầu về nấu, bây giờ bếp ga, bếp điện đủ các loại. Nói chung là cái cuộc sống nó càng ngày nó càng đi lên rồi, thì có phải là mình phải cần nhiều tiền, làm nhiều tiền để phục vụ cho cái cuộc sống của mình không, đúng không? Thế nhiều người cứ nghĩ là ở Việt Nam, ở bên hải ngoại sướng lắm, sướng, thật sự là sướng. Nhưng mà các bạn nghĩ lại đi, mình càng hiện đại bao nhiêu thì mình càng vất vả bao nhiêu, đúng không? Để lo cho cái cuộc sống của mình. Cho nên đừng có tin cái bọn này, tin người nhà ruột thịt đã chắc tin chưa mà đã mà đòi đi lên Facebook xong nghe ba cái tầm phào. Xong rồi mình này hay lên Facebook mình thấy cái bọn nào ấy nó chuyên môn nói ở bên châu Âu ấy, cần người làm việc. Vừa nãy vừa em đọc có cái thằng ông nào ấy, cái gì cần người làm ở Séc, làm về điện rồi cái gì có bằng điện rồi này kia các thứ. Các đồng chí và các bạn, bằng ở Việt Nam nó khác với bằng ở bên này nhá. Kể cả có bằng ở bác sĩ ở Việt Nam rồi, sang đây cũng phải học tiếng Anh, cũng phải học cái này cái kia, chứ không có phải là kể cả bằng lái xe thôi. Các bạn ở Việt Nam có bằng lái xe đi sang đây các bạn vẫn phải thi lại bằng lái ở đây. Đừng có mơ, đừng có nghĩ nữa mình có bằng điện này, bằng hàn này, bằng bác sĩ nè, là mình sang bên nước ngoài mình kiếm được nhiều tiền lắm. Không phải như thế đâu. Cho nên đừng có tin ba cái tầm bậy tầm bạ rồi mà đổ tiền ra rồi bị chúng nó lừa đó. Những cái gì mà người ta nhận vào có tay nghề, ví dụ như là về sức khỏe, sức lao động, ví dụ như là phục vụ, ví dụ như là nhà hàng hay là ba cái tầm bậy tầm bạ, mấy cái đồ về chân tay á, thì có thể nó nhận, nhưng mà đâu phải đơn giản như vậy đâu. Mà phải có người bảo lãnh đủ các thứ. Ví dụ mình có cái nhà hàng, mình cần một cái người đầu bếp có bằng rất là gì để cho phục vụ cho cái cơ sở của mình á, thì mình phải bảo lãnh cho người ta từ đầu đến chân,
phải có người bảo lãnh, chứ không phải cái bọn tầm phào lên trên Facebook này lừa tầm bậy tầm bạ đâu. Đừng có nghe chúng nó. Thế là những cái bọn ở hải ngoại ấy, chúng nó bảo chúng nó kiếm được nhiều tiền lắm, sao chúng nó phải về chúng nó Việt Nam nó lừa người ta, đúng không? Nhiều khi mấy cái người ở Việt Nam này cho mấy cái người Việt kiều vay tiền, xong rồi bảo nó cần tiền này tiền kia, xong rồi cho nó vay mấy chục triệu rồi mấy chục triệu. Tại sao không suy nghĩ tại sao một cái người giàu có như thế mà nó lại vay tiền của mình, đúng không? Thế mà cũng tin chúng nó. Chị em anh chị em ruột thịt đã chắc mà tin nhau chưa? Chị em còn đánh nhau tranh giành tiền bạc của cải với nhau loạn xì ngầu lên chứ nói gì người ngoài. Giấy nợ đứa em. Đúng rồi, giấy nợ đứa em, đúng rồi đấy. Bây giờ mình mà ký xuống là bút khả, sao cả chết rồi, đứa em mình là nó chết. Đúng không? Nó lừa là nó lừa người ở Việt Nam á, nó lừa cái kiểu đấy, xong rồi nó sẽ có cách rồi nó đưa ra mình về luật pháp mình cũng chết. Mà về băng đảng ấy, nó cứ nôi cái đấy ra nó đòi tiền, rồi có nhà có cửa rồi mình ở bên này rồi mình lại phải gửi về, hay là nó đến nó đánh rồi nó đập nhà đập cửa ra, lúc đấy ai chết, đúng không? Nhưng mà mình đâu có dễ dàng mình ký, kể cả sống ở đây này. Ai người ta nói mình ký bất cứ cái gì mình cũng phải xem cho kỹ. Chứ đừng nói ở Việt Nam. Cứ nhắm mắt vào ký rồi mà chết. Hơn nữa cái con bé này nó buôn bán, mình không biết là những ai mà bị nó lừa ở bên Mỹ thì mình không biết. Nhưng mà khi nếu như mà có giấy tờ đàng hoàng ấy thì con này chết. Đó. Nhưng mà không có giấy tờ, không có bằng chứng, không có cái gì thì làm sao mà con này có không kiện được nó. Mấy lại nó nói cái câu là nó đưa cho cái thằng ca sĩ nào cái nhẫn hàng mà trị giá gần 200 ngàn để cái ngày hôm đó khai trương. Xong rồi cái thằng ấy đi không mang trả lại cho nó. Thì cái đấy cũng vô lý nữa. Nói cho các bạn nghe đấy. Bất cứ một cái người mẫu hay là một cái người gì mà dùng cái đồ của người ta là phải ký xuống giấy, đúng không? Đeo cái nhẫn gì phải ký xuống giấy. Xong rồi làm những cái gì mà kể cả mặc một cái bộ quần áo thôi, xong bắt đầu cũng phải ký xuống đàng hoàng. Đến lúc trả về cũng phải ký xuống, hai người mấy trăm ngàn người ta đâu có ít đâu, đúng không? Tầm bậy tầm bạ. Con này đưa đồ giả cho người ta xong bắt đầu quay ra lại bảo là đồ thật. Thì nghe nói đâu thằng kia cũng mang đi thử. Nhưng đồ giả đâu phải đồ thật đâu. Mà đời nào nó đưa đồ thật cho người ta đeo cái kiểu đấy. Khỏi cần nói cũng nghĩ ra đó. Còn bọn này toàn tầm bậy thôi. Cái gì? Ni xả kiếm được bao nhiêu rồi? Hợp phạm kiếm cái gì? Đồng tiền là tiền khúc ruột. Nếu dễ dàng như trường hợp trên không lừa đảo thì cũng lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Nên cẩn thận và am hiểu pháp luật vẫn tốt hơn. Đúng rồi. Cho nên là cái này á, mình không phải là mình đây là ngồi nói chuyện chơi với nhau thôi, để những cái người nào ví dụ như gặp những cái trường hợp như thế thì mình nên có cái cách xử lý, và mình đừng dễ tin người một cách mơ hồ như vậy. Sao Lisa không ghi tên người mình ghét làm bảo đảm? Là cái gì? Không hiểu nhá. Kim Hồng Sơn. Không hiểu câu này. Bảo đảm mấy gì? Là hợp phạm Lisa được bao nhiêu? Cái gì? Kiếm được bao nhiêu rồi? Kiếm cái gì? Chị đang nói con nào vậy? Chị đang nói chị á.
chị bị chúng nó tính lừa. Vừa cái câu chuyện mình vừa kể đó là cái câu chuyện của mình, còn cái con vừa nãy á, là cái con nó đi vào phố Bonsa, Bosa TV á, các bạn sẽ xem được những cái gì của con bé này nó nói. Nhưng mà đây là mình lấy cái con bé này ra để mình làm một cái đề tài mình nói thôi, nói chơi để mà chia sẻ kinh nghiệm thôi. Và cái câu chuyện vừa rồi là cái câu chuyện của mình, là nó tính nó lừa lừa đứa em mình á. Thì khi nó nói là ồ, cái tấm ngân phiếu đó bao nhiêu tỷ đồng đô đô Mỹ á, thì mình sẽ được bao nhiêu phần trăm. Nhưng mình nghe thấy nó buồn cười quá, nhưng mà mình tại vì nó mua vé cho mình đi về Việt Nam thì mình cứ vé. Cuối cùng là nói đi nói lại là nó bị lỗ chứ không phải mình bị lỗ, hiểu không? Tại vì nó nghĩ là nó sẽ mình sẽ cắn câu nó, cho nên nó phải bỏ tiền ra trước để nó câu mình. Mình bảo để xem nó làm cái trò gì, thì kêu nó mua vé cho tao về đi. Thế nó bỏ tiền nó mua mua vé cho mình về. Xong rồi lúc nó bảo mình phải về 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 nhanh, về gấp á, nhưng ok thế là đổi vé đi, nó lại mất thêm cái tiền đổi vé nữa, hình như hơn trăm đô đô Mỹ đó. Cuối cùng mình về nhưng mà mình không có ký. Cuối cùng là xí xóa. Xong rồi mình bảo thôi chú mà muốn cháu ký như thế chú đi tìm người khác làm đi, cháu không làm đâu. Xong đúng 10 ngày sau mình đi về. Mình đi về Úc mà còn bị nhân viên nó theo ra tận gần ngoài đường ấy. Tại vì á, mình đi về mấy đứa con mà đi có 10 ngày thôi là đi nhanh như thế sẽ bị ở bên này nó nghi là đi làm cái gì mà sao mà về sớm thế, này đổi vé về sớm thế. Đấy là cái kinh nghiệm mà mình nói ra cho mọi người biết. Thì nó vẫn cho mình, khi mà mình đi vào Úc ấy, nó vẫn cho mình vào, không có cái gì cả, nó cũng không kiểm tra, không có cái gì cả. Nhưng mà lúc đi ra, đi gần ra ngoài cửa rồi, có một người nhân viên mặc quần áo với đồng phục ấy, đi giả vờ giống như là đi gần mình hỏi một câu rất là vô lý. Nếu mà người ta là người cùng đi đi đường đi chẳng may nói chuyện thôi thì không có lý do gì người ta biết là mình đi về sớm cả, thì hỏi mình câu chứ sao sao về sớm thế đó, sao sao về sớm thế. Thế là đứa con mình mà ở nóng quá, ở Việt Nam nóng quá. Thế ông nó ồ về về đi học hả? Thế xong nó đi. Đó. Thì mình thấy vô lý làm sao mà nó lại biết là mình đi về sớm. Tại vì mình đi 2 tuần, cuối cùng mình đi có mấy ngày. Ở Việt Nam nóng rực, nhìn đi sao mặc áo đỏ rực rỡ, nóng hết cả người, bên này lạnh. Hôm nay vừa lạnh vừa mưa cho nên mới ngồi đây nói chuyện á. Vậy chị giải thích thế nào khi chị ta đưa cho đeo để quảng cáo lại không trả lại, mà để một thời gian dài rồi đem đi kiểm tra món đồ đó? Thằng đó nó cũng muốn lấy, chắc là vậy. Nhưng mà cái vô lý ở cái chỗ là đưa một cái số tiền giá trị gần 200 ngàn mà không có cái tờ giấy gì. Các bạn biết không? Nó bảo tôi lúc mà quay video rồi quay cái gì có bằng chứng. Cái đấy không gọi là bằng chứng. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là phải hai người ký nhận. Thế là thằng kia nó đeo để nó quảng cáo gì sẽ chụp lên và ký xuống cái tờ giấy đó là ok, tôi đeo cái này tôi phải trả lại sau khi này kia các thứ. Ở bên này cái gì nó cũng có cái bằng chứng. Đúng không? Thuê nhà ngay cả Việt Nam mình nghĩ cũng vậy thôi, đi thuê nhà cũng phải có hợp đồng này kia các thứ, nó làm cho con này nó cũng phải có hợp đồng chứ. Rồi đến khi mà tại vì mình nghĩ rằng cái đấy là đồ giả cho nên con này nó không có khe, nó không có sợ, nó cứ để cho thằng kia đi thôi. Xong thằng kia này lại cứ tưởng này thấy con này không đòi này, lại không có giấy tờ này,
lại không có cái bằng chứng gì thì nó cứ bước đi thôi. Bước đi cuối cùng thằng kia là quay ra, à con này quay ra bảo thằng kia là không trả đồ cho nó. Đó. Cái đó là bên nào cũng có cái tham. Nhưng mà con này nó quái, nó đâu có ngu. Gần 200 ngàn đưa cho cái thằng đấy. Thằng kia thì từng bở. Đúng không? Tưởng bở đấy, quay ra bắt đầu mới đi kiểm tra. Kiểm tra thì bắt đầu mới, ồ, cái đồ này đồ giả. Chứ làm gì có. Các bạn tưởng dễ dàng ở đây có người đi ra mua một cái nhẫn mấy trăm ngàn à? À? Người ta có cái nhẫn mấy trăm ngàn đi mua mẹ nó mấy cái nhà để mà đầu tư cho nó sướng. Chứ những cái người tỷ tỷ phú thôi. Không? Không phải là không có người mua, nhưng mà không có đơn giản như vậy đâu. Đâu có đời thuở nhà ai nó đưa cho cái nhẫn mấy trăm ngàn để mà đeo để quảng cáo. No way. Không có vụ đấy. Không, không, đúng. Thì đó, các bạn nghĩ đúng không? Rất, bây giờ mình ấy, hãy đặt địa vị mình là một người chủ đi. Mình nghĩ như thế đi. Mình địa vị mình là một người chủ. Mình có đưa một cái giá trị, một cái nhẫn cho cái thằng đấy một cách vô tư, giống như ngây thơ, con cá mại cờ, đưa cho để nó đeo, để nó quảng cáo. Cái đồ đấy chỉ là đồ giả thôi, thằng kia lại tưởng bở. Đúng không? Nguyễn Ngọc Lan, mình giải thích như thế có đúng không? Vậy. À, đúng. Thì đó, đấy các bạn thử nghĩ xem đúng không? Còn cái chuyện mà nó theo mình thấy, nếu như thực sự có một số vàng bạc mà nó mang về Việt Nam đấy, thì mình nghĩ là cái sự buôn bán ở bên này nó cũng mưu mô lắm. Thì nói chung là mấy đứa là tính là mang đồ về Việt Nam để làm lời. Đó, xong bắt đầu không cần tin tưởng nhau thì buôn lậu mà. Buôn lậu thì làm gì có giấy tờ. Bây giờ há miệng mắc quai đưa cho nó rồi thì bây giờ làm sao kiện được nó, tại vì không có cái bằng chứng. Đó, buôn lậu mà. Mà bây giờ có bằng chứng đi cũng chết. Là mày tưng đây tiền, mày lấy tiền đâu ra để mày mua những cái thứ này, cũng chết. Bây giờ há miệng mắc quai rồi. Tại vì buôn bán ở bên này cái gì nó cũng phải có bằng chứng. Mình đi mua một cái nhẫn mấy ngàn đô thôi mà nó có cả cái ngày sanh, ngày đẻ, rồi ngày gì của cái viên kim cương đó. Xong bắt đầu giá trị cái này bao nhiêu tiền, rồi giảm giá bao nhiêu tiền. Nó có hết một cái bằng chứng ở trong một cái khi mà mình mua đó. Mình mua kim cương ở đây là nó là như thế, mua nhẫn nó là như thế. Nó có cái ngày sanh, ngày đẻ, rồi bán bao nhiêu tiền, rồi giảm giá bao nhiêu. Nó có hết. Rồi trị giá cái kim cương này bao nhiêu, làm sao, rồi đủ các thứ. Chụp hình, chụp ảnh vào trong cái tờ hóa đơn đấy. Đâu có phải là đi ra mà cứ đi ra mua xong rồi tầm bậy tầm bạ. Nói chuyện như dở hơi. Cái gì? Chị nên lúc nào em còn biết theo dõi tương hay tưởng hay tướng hỏi chị ạ. Chị đâu có, chị thích lúc nào chị lên mà, chị đâu có giờ giấc gì đâu. Cho nên nhiều khi buổi tối thì mình không ít khi lên trên này nói chuyện lắm, tại vì buổi tối không có lên. Nên nhiều khi buổi tối thì nhiều người xem, tại vì lúc đấy thì nhiều người mới bên mình là buổi tối, còn bên Việt Nam là chiều á. Lý lịch sản phẩm. Ừ đúng rồi. Chị Kiên đúng rồi đấy, nói lý lịch sản phẩm đúng rồi đấy. Cái gì nó cũng có cái ấy. Kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện cười. Mình mới có một hôm mình mới đi ra siêu thị, mình mới gặp một người bạn. Thế xong rồi, mày đi đâu đấy? Tao đi đổi cái
cái gì nhỉ, cái bình nấu nước đó. Cái bình đấy nó chỉ có trị giá 10 đồng thôi, 10 đến 15 đồng là hết cỡ thôi. Nó bảo sao nó bị hỏng à? Nó bảo chứ không phải, cái này á, tao mua gần 1 năm rồi, nó bảo hiểm cho 1 năm. Nó bảo hiểm cho 1 năm thì còn có mấy ngày nữa là hết hạn rồi. Bà đi bà cầm ra để bà đổi cái mới. Bà nói là nó bị hỏng rồi. Thế là bà ấy còn giữ được lại cả cái hóa đơn nữa, để bà ra bà lấy cái mới, bà đổi cái mới. Đấy, các bạn thấy không? Ở bên này cuộc sống nó là như vậy. Thì các bạn về rồi nè, cái gì nó cũng phải có giấy tờ. Cái ấm nước bé tí như thế nó còn có giấy tờ, chứ uống gì một cái trị giá một cái viên kim cương mấy trăm đô. Nghe nó bực mình. Cho nên mọi người đừng có thấy những cái người Việt kiều về ăn mặc xe xua rồi làm ra như mình có vẻ công ty này công ty kia, xong toàn công ty ma thôi, xong rồi lừa đảo người ta. Đó là lai lịch của sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ. Ừ, thì đó là Lê Sản nói là ví dụ mình đi ra tiệm mình mua một cái kim cương, một cái nhẫn kim cương, một cái nhẫn hạt xoài ấy. Nó cũng phải như vậy rồi, cái tiệm bán ấy nó phải có lý lịch của cái đồ đó, chứ đâu có phải như cái con này nó nói đâu. Mấy trăm ngàn, cả triệu đô cầm về Việt Nam nghe nó khủng khiếp không? Không có giấy tờ gì hết. Có ai ngửi được không? Cái toàn cái đồ đấy là toàn cái đồ ăn cắp không? Nó nói nghe buồn cười lắm. Cho nên là cái này nói ra đây để chúng ta chia sẻ với nhau, để mà tránh những cái trường hợp gặp những cái người như thế. Thì mình nên nói chung là nói tóm lại một câu này này. Theo mình nghĩ là không tham thì sẽ không bị lừa. Đó, có thế thôi. Những cái đứa tham nó hay đi lừa, và những cái người cũng tham thì mới bị lừa. Mình nghĩ một cái đơn giản, tiền nó đến nó dễ dàng quá thì mình sẽ bị lừa. Đó. Khi mà mình nghe cái người đó nói thì mình phải suy nghĩ là mình cái này nó làm sao, nó như thế nào. Nói chung là nó phải từ từ. Mới lại ví dụ như là mình thật là giàu, mình thật là giàu đi, mình nghe một cái con này nó đề ra một cái dự án làm ăn như thế, mà mình bỏ một số tiền ra đối với mình nó rất là bé, ít. Đại khái là mình có 1 đồng mà mình bỏ ra có 10 sen thì ok. Tao bỏ 10 sen, tao sẵn sàng tao mất cái 10 sen đó để tao lấy cái niềm tin, để tao mua cái sự tin tưởng của cái người này. Nên mình sẵn sàng mình làm những, đôi khi những người bạn người ta lừa mình, người ta chỉ vì miếng ăn người ta lừa 100 hay 50, cái đó mình có thể mình vứt đi được cái số tiền đó thì ok. Thì để ví dụ như mình tiếp tục mình chơi với một cái người bạn đó, mình cảm thấy người ta tin tưởng mình sẵn sàng mình mất đi mấy chục để mình xem cái người bạn đó đối xử mình như thế nào. Có nghĩa là mình mua cái sự tin tưởng. Thì đối với cái đấy chẳng là cái gì cả. Nhưng mà đây lại mang cả cái nhà đi cầm để chơi thì tôi cũng chắc tay tôi vãi. Cái đấy là nó là siêu lừa đảo. Mà cũng không, mình cũng không tưởng được. Nói chung là người trong cuộc thì mới hiểu được tôi. Nhưng mà mình nói ra đây để mà chia sẻ, để mà tránh những cái tình trạng ấy đi. Một khi mình không, mình yếu thì mình đừng ra gió. Mà ra gió bị cảm rồi thì thôi uống thuốc đi. Coi như cái đấy là một cái bài học cho mình thôi. Đúng không? Theo mình nghĩ là như vậy. Nếu mà những cái người kia bị lừa cái kiểu như thế, bị lừa thì coi như là cái đấy là một cái, mình bỏ tiền ra để mình mua một cái bài học đi. Đúng không? Chứ mình nghĩ nếu những cái người mà đơn giản chỉ nói cho vay mấy chục triệu thì những cái người đấy cũng thừa tiền rồi.
quá nhiều tiền à. Chào đồng chí. Em vào kênh YouTube của Vũ Hoàng Ngân đọc rất nhiều comment nói bị chị kia nữa, có người đưa cả bằng chứng, có người không có bằng chứng. Đúng rồi. Thì nói chung là nhiều người, có thể là con này nó về nó diễn giỏi. Đại khái là nó làm ra giống như là con người rất là hào phóng, rất là này kia, rồi nó làm những cái để cho người ta tin. Chẳng hạn như có cái bạn nào ấy, bạn lên đây bạn nói là nghe cái clip của mình rồi bạn ấy không có đi Úc nữa đấy. Thì bạn nói là chính gia đình của cái người đó về Việt Nam làm những cái chuyện giống như là giàu có lắm rồi, giúp cho người này người kia đi được sang Úc đấy. Thì bao nhiêu người bị mắc vào cái bẫy đấy. Thì nó phải có một cái bài gì nó diễn. Thế nhưng mà mình sống ở bên này, mình hiểu cái cuộc sống của con người ở bên này ấy, cho nên mình cũng lên tiếng mình nói để cho các bạn ở Việt Nam biết. Đừng có tin như vậy, ở bên này không phải hót ra của để mà nó dễ dàng nó cầm tiền về nó vung như thế đâu. Quá nhiều người vẫn... Mà mình nghĩ những cái người có nhiều tiền thì người ta cũng đâu có đến mức độ người ta ngu như thế. Chắc là nó phải đi sâu vào trong cái câu chuyện đấy, nó còn có cái gì nữa. Nó không có đơn giản như là chỉ là những người nói ra những cái câu chuyện như thế. Đúng không? Chào chị Ni Sở Vũ. Chào Nguyễn Văn Xuân. Đấy, nghe nó buồn cười á. Nè. Nói chung là con này mạnh mỏ bởi vì nó cũng là cái dạng cáo già rồi, nó biết cái luật ở bên Mỹ rồi, cho nên không có bằng chứng gì thì làm gì có ai làm gì được nó. Có bằng chứng cái con này chết ngay, các bạn hiểu không? Toàn những người buôn lậu, buôn hàng ăn cắp á, kiểu như là mua đồ rẻ của bọn ăn cắp xong rồi mang ra bán, bây giờ không bán được ở bên đấy, tại vì khi mà bán ở bên đấy phải có giấy tờ khai sinh nói khai sinh cho nó dễ đi, thì đâu có dễ bán như thế đâu. Khi mà nó ăn cắp ra nó bán cho người ta thì mua những cái đồ đấy thì dễ bị lộ, nên nó mới tuồn về Việt Nam. Nó tuồn về Việt Nam thì làm gì có bằng chứng. Cho nên là há miệng mắc quai. Cái bọn ở bên này á, mình nói cho các bạn biết là đồ ăn cắp đầy đường ấy. Nó bán, nó ăn cắp xong rồi nó để cái mẹt ra, nó bán xong rồi có người tới là cái nó chùm cái túi này, nó nhảy lên xe nó. Đó. Mà nếu mà cảnh sát bắt được cả cái người mua lẫn cái người bán đều bị tội. Tại vì mình là cái loại tiêu thụ hàng ăn cắp. Cho nên cái bọn này á, mình biết cái kiểu chúng nó làm ăn ở bên này á, toàn mua hàng ăn cắp á. Xong rồi không bán được ở bên Mỹ thì tuồn về Việt Nam để bán. Đó là cái lý do tại sao chúng nó không dám kiện, không kiện được, không làm gì được con này là như vậy. Đơn giản như vậy thôi, chứ nếu mà thật sự có bằng chứng này kia, con này làm sao ngồi được đây. Nhưng mà cứ cái kiểu như thế dễ có ngày sẽ bị nó đập chết. Chào Nguyễn Xuân, Văn Xuân, chào Diệu Lê. Cái gì? Chào Bò Đỏ. Tương Tương nói gì đấy? Tương Tương. Tương Tương nói ai Bỏ Đỏ đấy.
cái sự mất mát này rồi. Dạ. Thì đương nhiên mà khi em về thì em cũng không biết là anh biết Việt Nam mình đâu biết được. Hay trắng đen. Thương thương nói gì vậy? À, các bạn có ý kiến gì không? Các bạn xem những cái này là một cái bài học nhé. Em trêu chị thôi. Trêu phải nói rõ ra không? Chị tưởng em là ba que nè. Chị cho em ăn roi. Ăn quả roi. Hello. Câu chuyện của chị, cái vấn đề của chị đã đem tới báo cảnh sát. Sorry, where you from? Yeah, what do you want to say? You're talking about, I don't understand what the equipment, life support, what I never heard about that. You from the But I changed to another company already. How can you have? To another company. Okay. No, I don't need that. I don't need that. And then I already changed. I'm not still in that company anymore. You hear me? Yeah. Okay, thank you for call. Tell me that. But anyway, I don't need that, and then I already changed. Yeah, thank you very much. Bye. Oh, sorry, cả nhà nhá. Người uy quyền mà. Gì? Cảm ơn chị rất nhiều. Nắm tiền mới lại tiếp vụ Việt Kiều vay nợ. Sao bảo vợ Việt Kiều nhiều tiền lắm mà sao phải về Việt Nam để lừa đảo không biết. Cái này cũng là một cái để cho đập vào mặt cái bọn ba que. Em xin chào chị và cả nhà. Chào em Nguyễn Quang Minh. Người bán và người mua đều là tổng phạm của kẻ ăn cắp. Đúng rồi. Mà những cái gì mà nó cầm về mà không có giấy tờ khai sinh á, là cái dạng đấy là làm ăn buôn nậu rồi. Còn cãi cái gì nữa. Mà tại lý do tại sao nó mang thoát được ra khỏi Mỹ. Đó. Rồi nó vào Việt Nam nó cũng thoát. Không lẽ nó đút nót cho cả Mỹ.
Nó nói là nó mất nhiều tiền cho cảnh công an nắm rồi này kia các thứ, tại sao nó mang một số nữ trang lên đến cả triệu đô về Việt Nam mà không bị bắt. Nó nuốt vào trong bụng xong rồi về Việt Nam nó ị ra chắc. Mà kể cả nuốt vào trong bụng cũng bị soi à. Tại vì khi mình mình đi ra cửa hải quan ấy, nó bắt dạng chân dạng tay ra để nó soi. Đó. Đâu có đơn giản thế đâu. Rồi đi qua nó mang hành lý đi qua nó cũng phải soi từng tí một. Con này là lừa rồi. Lừa nếu mà có sự thật như thế thì nó đâu có mang về Việt Nam. Nó làm ra một cái vở kịch như thế để nó lừa cái người ở bên Mỹ thôi. Và khi lừa người bên Mỹ thì người bên Mỹ này những cái đồ đấy này không bán được ra ở Mỹ. Không có giấy tờ. Là đồ ăn cắp. Ăn cắp thì là bắt đầu không không có giấy tờ thì không làm gì được nó. Thì bao nhiêu con này nó nuốt hết. Đơn giản vậy thôi. Chứ ở bên này mua, như mình đã nói rồi, mua một cái nhẫn có mấy ngàn thôi mà nó cũng phải có giấy tờ đàng hoàng, ngày sanh tháng đẻ rồi này kia các thứ. Chào các bạn nhé. Xin chào chị Ni Sở Vũ, chào Nguyễn Hằng. Nhìn cái mắt thôi, nhìn cái mặt thôi. Con này siêu cao thủ luôn. Cái này là nằm trong những cái người buôn lậu rồi ăn đồ ăn cắp. Các bạn có biết ở bên này có một cái hay đi mua đồ nửa giá. Tại đồ nửa giá nó đồ ăn cắp. Bên này thiếu gì? Cho những cái thằng ba que nó đâu dám lên đây nó nói chuyện mình đâu. Nó chỉ đi bắt nạt những người Việt Nam thôi. Nó chống cộng bên này nó nói à. À, người Việt Nam mà ăn trộm ăn cắp rồi là ăn hối lộ rồi này kia các thứ ở bên này nó đâu có khác mẹ gì đâu mà cứ tự khoe. Bọn ba que còn buôn lậu đồ điện tử, điện thoại, iPhone ở 70 mấy triệu đó. Nó nói nó chống cộng mà ngay cái thủ phủ của cái bọn mà chuyên chống cộng ấy, cái bọn mà loa to mồm nhất á. Thì nó lại đi buôn lậu từ hàng của Trung Quốc. Xong rồi nó chống Cộng sản Việt Nam. Nó buôn hàng Cộng sản Trung Quốc. Đấy là một cái bằng chứng rất là rõ ràng để cho mọi người 75 triệu đô la ở. Để cho mọi người... Sorry. Mình giờ mới nhớ nồi thịt chắc là cháy chả rồi. May quá cái thằng con mình nó giúp mình tắt cái nồi thịt. Giỏi quá. Rồi lần đầu tiên thấy nó giỏi. Tưởng nó bị cháy nồi thịt rồi. Chuyên môn nấu đồ ăn chuyên môn bị cháy vì cái tội này. Ok vậy thôi, mình nói đến đây thôi nhé các bạn. Thì mọi người nghe thấy những cái này thì cũng nên cảnh giác, đừng để cho ai lừa. Tiền phải đi liền với ruột. Cái gì? Em trêu chị thôi, nếu không thích thì thôi. Không, trêu chị nói đùa nói vui cái gì cũng được. Nhưng mà nói cho nó rõ ràng. Chứ em tự nhiên em bảo bò đỏ thì chị tưởng em là ba que. Mà ba que là chị phẹt lúc đấy lại khó nói. Chứ còn đùa nhau thì đâu có sao đâu. À. Thế đó thì các bạn thấy đây đây mà đây là làm một cái bài học cho chúng ta thôi. Nói chung là ok, chấm dứt ở đây thì mình cũng chấm dứt ở đây nhá. Bye bye mọi người.